Xin chào mọi người. Đây là đàn Gluron của em. Đây. Con này vừa thả ra một nghịch kinh khủng luôn. Nghịch nhiều quá bây giờ mệt rồi đấy. Nhưng mà thấy rẻ vẫn cắn. Lúc nãy nó cắn rẻ thì không quay. Ui giời. Mệt, nó mệt kìa, mệt nó nằm phè lưỡi ra rồi. Đây màu rất là đẹp ạ. Người dài luôn. Khung gọng to đấy ạ. Gầm đen xì nhá, em có yếm kìa. Mặt đen xì luôn. Đây. Đây. Thần kinh cực nhanh luôn. Cắn mấy vòng rồi. Mệt đấy. Mà đã cho ăn đâu đấy, sắp rách rẻ luôn rồi. Cắn hăng ra. Cắn đấy, rồi, dính bẫy luôn. Úi rồi. Lắc lắc kìa. Gọng rất là dài. Úi, nhóc lên được kìa. Nhóc lên luôn. Ê, kinh không? Rất là, kinh rất là căng luôn đó. Đấy, đấy, kìa. Mấy em này mệt rồi. Đấy. Là lưỡi ra thở rồi kìa. Ui. Rách rồi. Rách hết rẻ rồi còn đâu đó. Bên em nhá. Vâng. Sớm là màu đô rất là hiếm luôn rồi nhá. Đây. Đây, mấy em này mệt này, mặt đen xì luôn đấy ạ. Đây. Đây vẫn tranh nhau này. Đằng này tai ke hết rồi nhỉ Linh nhỉ? Ừ, tai ke rồi. Chân đen gầm đen xì luôn. Đây cắn rách cái quần anh ấy. Thần kinh nhanh lắm. Đấy. Em ơi mệt à? Mệt à? Ôi giời, nhìn lè lưỡi kìa. Thôi xin chào mọi người. Mọi người ưng thì liên hệ bên em ạ. Xin chào mọi người.